em mà mình đã đi được cái chuyện đấy bây giờ. Bây giờ là mình sẽ đưa cái bài của mình ra, và bây giờ thì mình sẽ làm nhiệm vụ như mình thường thôi, là đưa hai cái kiện hàng của mình lên trên phòng khách nào đã có video mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video.